Hello cả nhà, mọi người khỏe không? Cho mọi người xem cái quần ống cặp cao này. Lâu lắm rồi Hà mới lại mặc lại cái quần cặp cao và cái quần ống loe đây mọi người. Cái này là nghĩ là cái thời mà mình học cấp 1, cấp 2 là đang mặc cái này. Cho mọi người xem cái form đằng sau của nó nè. Hà ưng dễ sợ luôn, không biết mọi người sao chứ còn đối với những bạn nào mà gầy á, mặc cái quần này nó vẫn rất là tôn dáng nha cả nhà. Đây, đó, bụng mỡ bụng gì ở đây là nó che lại hết cho mọi người luôn. Nói chung là Hà rất là ưng cái quần này và Hà mua size double zero, size nhỏ nhất so với những cái size ở bên Canada. Thì mọi người, Hà nghĩ là nếu bạn nào mà từ 45kg như Hà đổ xuống thì sẽ size double zero, còn 47, 48 thì mọi người nên tăng size lên nha, size zero hoặc là size số 2, số 4, số 6 đó, mọi người tùy theo cái số ký của mình. Thì cái quần này Hà thấy nên mua nha mọi người. Hà rất là ưng luôn, vừa skin care vừa nói chuyện với mọi người luôn nha. Hà sáng hôm nay á, Hà đi nói chuyện với lại bác sĩ, thì bác sĩ là người Tây nha mọi người. Một người bạn của Hà giới thiệu cho Hà cái bác sĩ này, thì nói về cái vấn đề là sinh con thứ ba. Tại vì Hùng Hà bây giờ mình không có ý định là muốn sinh con nữa, tại vì cũng bị tác động tâm lý một phần, là rất là nhiều bạn bè có khuyên Hùng Hà là ở đây thì hai vợ chồng không có người thân thì nên sinh thêm bé thứ ba để mà có người này người kia ra vô á. Thật sự hai bé cũng rất là ít, nhưng mà quan điểm của mỗi người thì Hà nghĩ là sẽ khác nhau. Mọi người cũng chỉ vì nghĩ tốt cho Hùng Hà thì mới góp ý như vậy thôi, nhưng còn bản thân hai vợ chồng thì mình cảm thấy là chưa có đủ, hiện tại thì chưa có đủ khả năng về kinh tế để mà lo cho ba bé. Thì đó, cái vấn đề sinh con thứ ba là Hà nghĩ là chắc là đối với những bạn nào mà cũng kiểu mà qua 30 thì chắc mọi người cũng sẽ trăn trở đúng không? À, cái serum chống lão hóa này thì mọi người nên dùng nha. Hà thấy thì Hà chịu khó Hà dùng lắm, dùng thường xuyên, cái nếp nhăn á ở cái vùng mắt của Hà không thấy xuất hiện luôn, mà Hà 31 tuổi rồi. Còn cái mí mắt bạn nào mà bị sụp á, thì nếu như bạn nào lớn tuổi rồi 40 trở lên á thì Hà nghĩ là nên đi treo mí luôn hoặc là cắt lại mí mới. Còn như Hà thì là Hà chỉ bị sụp nhẹ thôi, dùng cái này là Hà thấy nó đỡ rồi nên là Hà chưa có ý định là sẽ treo mí đâu. Rồi bây giờ mình khóa ẩm, đợi cái serum nó khô thì mình sẽ khóa ẩm lại cho da của mình nó được phục hồi hết cả nha. Mic lên, mic lên. Để lát nữa Hà sẽ kể chuyện cho mọi người nghe là đi gặp bác sĩ thì bác sĩ nói như thế nào về cái vấn đề mà có con, cũng như là làm sao để không mang thai ngoài ý muốn á. Những anh ở Tây nó chưa tan hết nữa. Để đây. Thì Hà ăn là có sữa chua, 2 thìa sữa chua. Mọi người nếu mà ăn được loại không đường thì càng tốt, không đường không béo luôn. Còn của Hà là có đường nha cả nhà. 2 thìa sữa chua với lại là hạt. Thì Hà có hạt đây là ngũ cốc giảm cân, các loại hạt cho mọi người: hạnh nhân, hạt điều, yến mạch, nho. Đó. Nhưng mà tùy theo sở thích của mọi người nha, có bí nữa nè. Hà sẽ cắt thêm trái cây thì bên này thì Hà khoái ăn táo, táo hoặc là chuối. Cô chú với mọi người thông cảm nha, Su Mì đang học tiếng Trung Quốc á, nên là mọi người sẽ nghe thấy tiếng Trung Quốc đang nheo nhéo ở bên đầu kia. Con gái ơi, mở nhỏ lại cho mẹ. Bà nhỏ. Táo thì ăn vỏ là tốt nhất, nhưng mà từ bé giờ Hà không bao giờ ăn vỏ, tại do hồi nhỏ mẹ Hà cứ nói là táo ở cái vỏ ở ngoài nó có cái thuốc trừ sâu á, nên Hà ít khi ăn vỏ lắm. Đây là cái bữa ăn trưa của Hà đó. Bạn nào mà không muốn giảm cân thì mọi người ăn nguyên một tô bự luôn, tăng trái cây rồi tăng các loại hạt lên, tăng số lượng lên đó, rồi trộn đều lên là mình ăn thôi. Ra đi ngồi ăn với Hà nha cả nhà. Cho mọi người coi cái chén của nó này. Hà thấy ăn sữa chua mà có đường á thì nó dễ ăn hơn rất là nhiều luôn.
bạn nào mà nếu mà ăn được không đường thì càng tốt, nhưng mà Hà giờ chuyển qua có đường rồi, có ít thôi cũng được. Sáng thứ hai vợ chồng Hà đi gặp bác sĩ rồi, chồng Hà đi làm thì Hà có nói với lại bác sĩ về cái vấn đề là hai vợ chồng Hà muốn triệt sản, tức là một là sẽ thắt ống dẫn tinh của chồng, hoặc là hai là mình sẽ cắt buồng trứng của vợ. Hà có hỏi bác sĩ là làm cái phương pháp nào, tức là triệt sản của vợ hay của chồng thì tốt hơn. Thì bác sĩ có hỏi Hà một câu là hai vợ chồng đã suy nghĩ kỹ chưa, có chắc chắn là không muốn có con nữa hay không. Thì hai vợ chồng Hà nói là dạ hai vợ chồng em chắc chắn đó là sẽ không có con nữa ở thời điểm này và tương lai cũng vậy luôn. Nói chung là mình đã xác định là hai con thôi, nên là không có muốn nó xảy ra ngoài ý muốn á. Thì bác sĩ hỏi cái câu đó, hai vợ chồng Hà hai vợ chồng nắm tay xong rồi cũng thảo luận một chút xíu, bác sĩ cho thảo luận, nắm tay thảo luận xong, ông hai vợ chồng đi vô thì xong rồi là đồng ý với bác sĩ là quyết tâm làm. Thì xong bác sĩ mới nói là bác sĩ chưa có trả lời liền cho Hùng Hà là có làm hay không đâu, bác sĩ mới phân tích tư vấn cho hai phương pháp. Thì cái phương pháp đầu tiên á, là của nữ đó, là mình sẽ thắt buồng trứng. Thì bác sĩ nói phương pháp này thì nó sẽ có nhiều rủi ro hơn so với nam. Nếu mà đối với người phụ nữ mà sức khỏe yếu thì như Hà, thì Hà không phải là quá yếu, nhưng mà Hà cũng đã bị gây mê gây tê rồi đó, nên là Hà rất là sợ, tức là mình hay bị phản ứng sốc với cái thuốc mê thuốc tê. Thì khi mà thắt ống dẫn trứng thì các bạn phải gây tê màng cứng hoặc là gây mê thì nó sẽ là hại, nó sẽ hại cho người phụ nữ, mà Hà đã sinh nở 2 lần rồi đó. Còn những cái tác dụng phụ ví dụ như nhiễm trùng hay là đó, trường hợp rất là ít thôi. Sau một thời gian thì nói chung mình cũng sẽ bình thường rồi thôi mọi người, và tùy vào cơ địa của mỗi người nữa thì có bị rối loạn cái tinh thần hay là nội tiết hay không. Đến cái việc chồng của Hà nha, chồng của Hà thì là làm thắt ống dẫn tinh trùng á. Cho Hà ăn miếng cho cả nhà. Vừa ăn vừa nói mọi người, mọi người ăn thử giống của Hà đi, những cái hàng mà Hà đang ăn nó ngon. Nó yến mạch nè, giòn giòn, rất là thơm. Hoàn toàn là Hà không có đường nha, tức là không có đường trong mấy cái hạt này, chỉ rang không thôi. Mọi người có chịu khó ăn lên một thời gian rất là tốt cho sức khỏe. Buổi trưa á thì mọi người nếu như mà không muốn ăn cái sữa chua với trái cây á, mọi người làm cho Hà một tô salad với ức gà nè, tôm nè hoặc bò đó, rồi mình rắc cái hạt này lên đó, ăn cái hạt này thôi. Đang nói chuyện mọi người là cái việc mà thắt ống dẫn trứng á, thì là Hà thấy là có nhiều rủi ro hơn. Còn cái việc mà thắt ống dẫn tinh á, thì bác sĩ nói là nó là một cái việc rất là đơn giản thôi, tại vì là họ sẽ rạch ở cái vùng bìu của người đàn ông á, và họ sẽ làm cái thủ thuật là thắt ống dẫn tinh lại. Thì cái phần trăm mà để mà có bầu á, nó rất là khó. Còn cái việc mà thắt ống dẫn trứng của người phụ nữ á, có nhiều người bị tuột nha mọi người nha, vẫn bị có con lại luôn, mà có thai ngoài tử cung nữa thì lại càng rất là nguy hiểm luôn. Nên là bác sĩ có nói Hà là thật ra mình làm của người đàn ông á, chẳng may mà có cái rủi ro là cái tinh trùng vẫn gặp được trứng thì vào cơ thể của người phụ nữ, thì mình lúc đó cơ thể mình vẫn khỏe bình thường, thì thai vẫn đậu bình thường, thì mình vẫn giữ bé và vẫn đẻ ra thôi, vẫn sanh bé ra thôi, thì không gặp vấn đề gì. Nhưng mà đối với người phụ nữ thì sẽ có nhiều vấn đề mình cần phải lo nhiều hơn. Chi phí làm triệt sản thì là miễn phí nha mọi người, đó là đối với ở khu vực của Hà thôi, tùy vào từng vùng từng khu vực nữa. Để chốt lại cho mọi người cái cuối cùng mà bác sĩ nói gì với hai vợ chồng Hùng Hà nha. Thật ra là bác sĩ nói là mình mới có 31 tuổi thôi, thật ra là mình hiện tại thì mình nghĩ là mình chưa muốn có, nhưng mà bác sĩ nói là để từ từ, ít nhất là bé thứ hai 3 tuổi. Mọi người biết vì sao phải đợi bé thứ hai 3 tuổi không? Tại vì lúc đó mình có thể là mình đã ổn định rồi, bé cũng đã dễ dàng để chăm sóc hơn, có thể lúc đó mình sẽ lại muốn có con nữa chẳng hạn. Thì lúc đó là mình muốn thì nó sẽ rất là khó khi mà mình đã triệt sản rồi á.
Nên bác sĩ nói là cứ từ từ bình tĩnh, không cần phải gấp gáp, về mình cứ trải nghiệm một thời gian nữa rồi suy nghĩ thật kỹ bác sĩ trước khi quyết định, chứ không là mai mốt lại quyết định vội vàng rồi mình lại hối hận không kịp á. Thì có thể là hai vợ chồng thì cũng muốn ngưng rồi, nhưng mà Hà nghĩ là có thể là người đi trước á, người ta có nhiều kinh nghiệm hơn rồi, người ta trải qua những cái giai đoạn thay đổi như thế nào á, nên là thôi hai vợ chồng mà nghe lời bác sĩ không có cho làm triệt sản nên là thôi đi về. Quan trọng là mình về mình giữ gìn rồi ăn uống các thứ, bác sĩ nói là tốt nhất thì cũng nên dùng biện pháp để mình tránh thôi, còn nếu mà dính thì mình phải chăm sóc sức khỏe thật tốt thì xong thôi chứ sao giờ. Thì đó, bạn nào mà có ý định mà có con hay là không muốn có con nữa thì mọi người nên đi tư vấn của bác sĩ, nhất là bác sĩ mà họ có nhiều kinh nghiệm hoặc là bác sĩ tâm lý ấy, người ta sẽ đưa cho mình những cái lời khuyên thiết thực nhất và đúng đắn nhất. Cứ không phải là mình cứ muốn là được đâu nha cả nhà. Đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ngày hôm nay nha. Chúc mọi người luôn đạt được những cái gì mà mình mong muốn nha. Những bạn nào mà đang có bé thì chúc cho mẹ tròn con vuông nè. Hoặc bạn nào đang có nguyện vọng muốn có con thì mọi người sớm có tin vui. Đó, hoặc là giống như bạn bè của Hà, thật ra người ta cũng không có nhu cầu có con đâu, nên là thành ra là họ đi triệt sản luôn, hai người luôn. Họ muốn sống theo ý của họ và họ muốn làm những gì họ thích và những gì mà họ cảm thấy vui, chứ không nhất thiết là phải có con có cái thì mới vui. Thì Hà nghĩ là quan điểm của mỗi người thôi, mình cần tôn trọng những cái quan điểm của người khác nữa, đúng không cả nhà? Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip ngày hôm nay nha.